Tướng hàng đầu của Hoa Kỳ khẳng định trước Quốc hội, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể bảo vệ được Đài Loan. Lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các thành viên Thượng viện Nhật Bản đứng dậy ủng hộ Đài Loan. Người Hồng Kông định cư ở Đài Loan chia sẻ về các giá trị dân chủ. Lo ngại tàu ngầm bị theo dõi, Australia đã chấm dứt hợp tác dự án nghiên cứu khoa học biển với Trung Quốc. Sau sự hiện diện của C-17 ở Đài Loan, tỷ phú Quách Văn Quý tiết lộ gây sốc. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Đài Loan nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin Đài Loan ngày 13 tháng 6 của Đài Loan TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley vào ngày 10 tháng 6 tại cuộc điều trần tại Thượng viện Liên bang đã khẳng định rằng nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan và nếu Hoa Kỳ đưa ra quyết định chính trị phù hợp theo luật pháp, quân đội Hoa Kỳ sẽ có đủ khả năng giúp Đài Loan phòng thủ và ngăn hòn đảo này bị xâm lược. CNN đã đưa tin rằng Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc điều trần về các yêu cầu cấp phép cho ngân sách quốc phòng năm 2022 và Đài Loan đã trở thành một vấn đề nổi bật trong cuộc họp. Thượng nghị sĩ George Hawley của đảng Cộng hòa Missouri đã hỏi Mark Milley tại phiên điều trần rằng liệu quân đội Hoa Kỳ có thể bảo vệ Đài Loan nếu Bắc Kinh xâm lược hòn đảo này hay không? Ông Milley trả lời, nếu một quyết định chính trị được đưa ra phù hợp với đạo luật quan hệ Đài Loan, tôi có thể bảo đảm với các ông rằng chúng ta có khả năng như vậy. Ông Milley cũng nói tại buổi điều trần rằng sẽ không dễ dàng cho quân đội Trung Quốc nếu họ muốn chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Ông nói, nếu bạn muốn một cuộc xâm lược quân sự vào Đài Loan, bạn sẽ phải vượt qua eo biển. Và eo biển Đài Loan được trang bị sức mạnh đáng kể. Để chiếm được một hòn đảo có kích thước bằng Đài Loan, với sức mạnh quân sự và dân số như vậy là cực kỳ phức tạp và khó khăn, rất khó thực hiện. Ông Hawley đã hỏi thêm rằng, liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng quân sự để ngăn chặn Đài Loan bị xâm lược hay không, nếu Đài Loan không thể dựa vào sức mạnh của chính mình để chống lại sự xâm lược từ Bắc Kinh. Vị tham mưu trưởng đáp lại một cách khẳng định rằng, có. Thượng nghị sĩ George Hawley là một người ủng hộ nhiệt thành của Đài Loan. Ông đã đề xuất đạo luật phòng thủ Đài Loan vào năm ngoái, yêu cầu Washington duy trì khả năng của quân sự Hoa Kỳ để ngăn chặn đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan bằng vũ lực. Nhưng dự luật này đã không được thông qua. Thưa quý vị, Thượng viện Nhật Bản đã tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 11 tháng 6, trong đó có việc trưng cầu ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trang web chính thức của Thượng viện Nhật Bản đã công bố video cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các nghị sĩ Nhật Bản đã đồng loạt đứng dậy biểu thị sự đồng tình. Hình ảnh nhất trí này đã khiến cho cư dân mạng Đài Loan đã rơi lệ, để lại rất nhiều lời cảm ơn tới Thượng viện Nhật Bản đã ủng hộ Đài Loan trên trường quốc tế. Một video biểu quyết được đăng trên trang web chính thức của Thượng viện Nhật Bản và Hội đồng Phục hồi Nhật Bản Matsuzawa về việc biểu quyết Đài Loan có nên được gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới hay không. Việc đứng lên đại diện cho sự tán thành và ngồi xuống đại diện cho sự phản đối. Lúc này, tất cả các thành viên Thượng viện Nhật Bản, bất kể đảng phái nào, ngay lập tức đứng lên và bỏ phiếu ủng hộ việc Đài Loan gia nhập WHO và dự luật đã được thông qua mà không có sự phản đối nào. Sau khi đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin về vụ việc, nhà lập pháp Đài Loan Quảng Bích Linh đã đăng bức ảnh lên mạng xã hội. Bà đã rất xúc động trước việc tất cả các thành viên Quốc hội Nhật Bản ủng hộ Đài Loan. Nhiều cư dân Đài Loan cũng đã để lại những dòng tin nhắn ở cuối bài đăng, cảm ơn Nhật Bản đã ủng hộ Đài Loan. Đại diện Đài Loan tại Nhật Bản Tạ Trường Đình cũng đã đăng lên mạng xã hội vào ngày 12 tháng 6 rằng tất cả mọi người đã đứng dậy, đây là bức hình đẹp nhất, cảm ơn rất nhiều. Ông cũng thông báo rằng nghị quyết đã chính thức được thông qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử và nó rất đáng quý. Ông nói rằng tất cả các đảng phái chính trị trong Quốc hội Nhật Bản và có rất nhiều người thân với Đảng Cộng sản Trung Quốc vì lý do kinh tế hoặc các yếu tố khác không thể dễ thông qua mà không bị phản đối như thế này. Ông Tạ nói rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhanh chóng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với điều này. Nhưng các thành viên Thượng viện Nhật Bản đã có thể loại bỏ các lợi ích khác, đứng thẳng và bày tỏ sự kiên trì theo đuổi giá trị cơ bản. Ông nói, tôi tin rằng hình ảnh Nhật Bản đã được cải thiện rất nhiều trên bình diện quốc tế. Tính cách của Nhật Bản đáng được ngưỡng mộ và biết ơn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc Âu Giang An cho biết vào ngày 11 rằng Đài Loan và Nhật Bản cùng chia sẻ các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, đồng thời có quan hệ kinh tế, thương mại và trao đổi nhân sự chặt chẽ. Chúng tôi là những đối tác quan trọng và là bạn quý của nhau. Bà Âu cho biết, các cơ quan hành pháp và lập pháp Nhật Bản
đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ vững chắc đối với sự tham gia của Đài Loan vào các vấn đề quốc tế. Đồng thời, họ cũng khẳng định đầy đủ những thành tựu phòng chống dịch bệnh và đóng góp quên mình của Đài Loan cho cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, người dân Hồng Kông đã phát động một cuộc biểu tình và phong trào chiếm giữ đường phố để ngăn Hội đồng Lập pháp sửa đổi sắc lệnh về tội phạm đào tẩu. Chính quyền Hồng Kông đã đàn áp các nhà hoạt động dân chủ một cách thô bạo sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy luật an ninh quốc gia, đã khiến cho Hồng Kông đạt mức cao mới về số lượng người di cư ra nước ngoài, trong đó 40% đã nhập cư vào Đài Loan. Ông Trường Tăng Phổ, Chủ tịch Hiệp hội Hồng Kông Đài Loan cho biết, ngày càng nhiều người nhập cư Hồng Kông chọn trở thành người Đài Loan mới và chia sẻ các giá trị tự do, dân chủ và pháp quyền với người Đài Loan. Ông Trường đã chọn chuyển đến Đài Loan để thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình sau khi luật an ninh quốc gia được thông qua ở Hồng Kông vào năm ngoái. Ông từng nói, Hồng Kông vào năm 2020 tương tự như Trung Quốc năm 1949. Trí thức phải lựa chọn một trong hai, và ông đã chọn chuyển đến một Đài Loan tự do và dân chủ với hy vọng là thành lập một hiệp hội đồng hương của người Hồng Kông tại quê hương mới của mình. Một năm đã trôi qua, trong buổi phỏng vấn độc quyền với Epoch Times, ông Trường đã nói chuyện một cách thoải mái về hành trình của mình. Ông Trường đã giới thiệu rằng, thông qua việc thành lập Hiệp hội Hồng Kông Đài Loan, người Hồng Kông di cư được kết nối với nhau, cổ vũ lẫn nhau và tổ chức các hoạt động vào Tết Trung Thu và Đồng Chí. Tất cả những người hương cạn ở Đài Loan đều chủ trương tự do, dân chủ, duy hộ giá trị của nhà nước pháp quyền. Nếu không có sự liên kết với bất kỳ nội dung giá trị nào thì cũng vô nghĩa. Ngoài việc liên kết với nhau, Hiệp hội Hồng Kông Đài Loan còn có một mục đích thành lập rất quan trọng, đó là hiểu biết về lịch sử Đài Loan. Từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội đã tổ chức giao lưu với các công dân trẻ miền Trung và miền Nam, thăm nhà tưởng niệm Trung Chính kỷ niệm đường, trải nghiệm văn hóa bản địa, giao lưu với những cư dân mới, chia sẻ nỗi nhớ và những câu chuyện đa văn hóa. Vào tháng 5 năm nay, Hiệp hội đã tổ chức hai buổi chiếu phim Cuộc vây hãm Polyu và Chiếm hội đồng lập pháp. Ông Trường nói rằng vào sáng ngày hôm đó, rạp chiếu phim 300 chỗ ngồi gần như chật kín, khiến cho anh cảm thấy rất nhiều người Hồng Kông đến Đài Loan không mất hy vọng vào phong trào diễn ra ở Hồng Kông. Ông đề cập rằng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra phiên bản Hồng Kông của luật an ninh quốc gia, ông ấy đã có ý tưởng thành lập một hiệp hội. Nó bắt nguồn từ quỹ đạo phát triển dân chủ của Đài Loan. Người Đài Loan ở Hoa Kỳ đã thành lập Hiệp hội Đài Loan. Đây là một tổ chức có thể dày công vun đắp lâu dài. Vì vậy, ông kiên quyết chấm dứt công việc bình luận và pháp lý ở Hồng Kông để tới Đài Loan thực hiện lý tưởng của mình. Trước những lời chỉ trích của dư luận rằng chính quyền Đài Loan đã không tích cực giúp đỡ người dân Hồng Kông, ông Trường cho rằng những lời chỉ trích đó là không khách quan. Chính phủ, giới Tinh Hoa và các tổ chức phi chính phủ Đài Loan đã tiếp tục giúp đỡ người dân Hồng Kông trong 2 năm qua. Nếu bạn so sánh nó với 4 nước trong liên minh ngũ nhãn bao gồm Canada, Hoa Kỳ, Úc và Vương quốc Anh, chính phủ của họ sẽ nói nhiều hơn và làm ít hơn. Nhưng trên thực tế, Đài Loan nói ít hơn và giúp đỡ nhiều. Chúng tôi rất biết ơn vì điều này, ông Trường nói. Đối mặt với sự bất nạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông tin rằng người dân Hồng Kông sẽ sát cánh cùng với người dân Đài Loan, tôn trọng chủ nghĩa văn hóa và chia sẻ các giá trị chung. Hơn một năm qua, ông đã nỗ lực rèn luyện và nhận thấy mình càng ngày càng tiến gần hơn với lý tưởng của mình. Đồng đảo một mạng, ý nói là hai hòn đảo cùng một số phận, sẽ không còn là khẩu hiệu. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 6, truyền thông Úc cho biết đã ngăn chặn việc quân đội Trung Quốc theo dõi tung tích của tàu ngầm Úc. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng Trung Úc có kế hoạch chấm dứt hợp tác với Phòng Thí nghiệm Quốc gia về khoa học và công nghệ hàng hải tại Thanh đảo Trung Quốc. Các nhân viên của trung tâm đã nhận được thông báo vào ngày 11 tháng 6 cùng tuyên bố. Kế hoạch hợp tác nghiên cứu 5 năm giữa trung tâm và Phòng Thí nghiệm Khoa học và Công nghệ biển quốc gia Thanh đảo sẽ không được gia hạn sau khi hết hạn vào tháng 6 năm 2022. Bài báo đã tiết lộ rằng, hai tuần trước, Mike Burgess, Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Úc, đã yêu cầu tất cả các đơn vị nghiên cứu của Úc xem xét lại kế hoạch nghiên cứu mô hình nhiệt độ đại dương hợp tác với các nhà khoa học nước ngoài. Tổ chức Tình báo An ninh Úc đã cảnh báo rằng dữ liệu thu được từ các nghiên cứu liên quan có thể bị nước ngoài sử dụng và gây tổn hại đến lợi ích của Úc. Đặc biệt, dữ liệu do chương trình nghiên cứu hợp tác Úc-Trung thu thập có thể được quân đội Trung Quốc sử dụng để theo dõi các tàu ngầm của Úc. Bài báo đã chỉ ra rằng Thái Văn Cự, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Nam Bán Cầu, cũng làm việc tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Thí điểm Khoa học và Công nghệ Biển ở Thanh đảo Trung Quốc. Nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc trước đây đã từng đưa tin, ông Thái là một nhà khoa học trong dự án ngành nhân tài của Trung Quốc và là một chuyên gia của chương trình tài năng Ngao Sơn của Trung Quốc. Ngoài ra, trong ấn phẩm thứ hai về các điểm nóng trên biển ở trong và ngoài nước do Viện Hải Dương Học,
thuộc Đại học Bắc Kinh xuất bản năm 2015. Ông Thái cũng đã được nhắc đến như một nhà khoa học trong dự án ngành nhân tài của Trung Quốc. Bài báo cho biết, Phòng Thí nghiệm Quốc gia Thí điểm Khoa học và Công nghệ Biển của Thanh Đảo là một trong những kế hoạch nghiên cứu của Trung Quốc cho chiến lược xuyên thấu đại dương, tức là sử dụng công nghệ vệ tinh để phát hiện tung tích của tàu ngầm trong phạm vi 500 mét dưới nước. Bài báo dẫn lời Viện Chính sách Chiến lược Úc đã chỉ ra rằng, Phòng Thí nghiệm Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Biển của Thanh Đảo và Học viện Tàu ngầm Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đã đặt tại Thanh Đảo và chúng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Trước đây, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã từng đề xuất chiến lược quân dân hợp nhất. Do đó, Phòng Thí nghiệm Quốc gia Thí điểm Khoa học và Công nghệ Biển Thanh Đảo có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu mà tổ chức này nắm giữ cho quân đội Trung Quốc. Dự án hàng nghìn nhân tài của Bắc Kinh là tên viết tắt của chương trình giới thiệu nhân tài cấp cao ở nước ngoài của Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2009. Chỉ trong vòng 10 năm, nó đã thu hút khoảng 8.000 chuyên gia và học giả ở nước ngoài. Kế hoạch nghìn nhân tài đã thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác vì kế hoạch này tập trung vào việc hấp thụ một số lượng đáng kể nhân tài có thể làm chủ công nghệ hoặc dữ liệu ở nước ngoài. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 6, video mới nhất được đăng tải của tỷ phú Hồng Kông đang sinh sống ở Hoa Kỳ, Quách Văn Quý cho biết rằng quân đội Mỹ đã chắc chắn vào Đài Loan sớm nhất từ năm 2018 và chắc chắn rằng họ sẽ thực hiện nhiều hành động hơn nữa trong tương lai. Quân đội Mỹ sẽ nhanh chóng triển khai tập trận không chỉ xung quanh Đài Loan, hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng sẽ tiến gần đến Hồng Kông. Ông Quách nhấn mạnh rằng không chỉ quân đội Mỹ sẽ tiến vào Đài Loan, mà cuối cùng Hoa Kỳ chắc chắn sẽ tuyên bố Đài Loan là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Trên thực tế, đây là điều mà Mỹ luôn mong muốn, Hoa Kỳ quá vĩ đại. Người dân Đài Loan sẽ được cứu, nếu không, nếu chỉ có người dân Đài Loan đơn độc bước vào ngọn lửa chiến tranh, thì họ ắt hẳn sẽ trở thành nạn nhân của nó. Ông nói, tôi hy vọng ngày này sẽ đến và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để bảo vệ Đài Loan. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đã từng đăng một bài bình luận vào năm 2020 nói rằng, nếu một máy bay quân sự của Mỹ cất cánh và hạ cánh trực tiếp ở Đài Loan, cuộc chiến ở eo biển Đài Loan sẽ bắt đầu. Nhưng sau khi máy bay Mỹ tới Đài Loan, Bắc Kinh chỉ đơn giản là trả lời ngắn gọn trên báo chí. Ông nói, chẳng phải Bắc Kinh nói rằng sẽ tấn công Đài Loan sao? Tại sao không tiến đánh? Máy bay quân sự của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc rồi đó, tại sao không tiến đánh? Ông Quách cũng một lần nữa tuyên bố rằng, trong tương lai, các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ cập cảng Đài Loan và các tàu tuần dương sẽ được triển khai hoạt động ở eo biển Đài Loan trong thời gian dài. Ông cũng cho biết, quân đội Mỹ sẽ triển khai ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan là khu vực giữa trên đất liền của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia. Ông Quách cuối cùng nhấn mạnh rằng, nhà độc tài của Bắc Kinh chắc chắn sẽ bị thiêu bởi ngọn lửa cuồng nộ và máu của các anh hùng trên quảng trường Thiên An Môn sẽ không mất đi vô ích. Sự kiện lớn sẽ đến, hãy quan sát trong một thời gian ngắn, bạn sẽ hiểu. Thưa quý vị, gần đây Trung Quốc đã nhấn mạnh lại nguyên tắc một Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Theo phân tích của học giả, Trung Quốc hiện đang tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2024. Đồng thời, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng sẽ diễn ra vào năm 2024, đồng nghĩa với việc cả Đài Loan và Mỹ đều đang phải đối mặt với thời điểm quan trọng trên chính trường. Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố tại cuộc họp báo tại Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc rằng chính phủ Trung Quốc không có chỗ cho sự thỏa hiệp hoặc nhượng bộ trong vấn đề Đài Loan và thúc giục chính quyền Tổng thống Biden của Hoa Kỳ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Về vấn đề này, Ủy ban Đại lục, cơ quan hành chính cấp nội thuộc Hành chính viện của Đài Loan tuyên bố rằng Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền và Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chỉ 23 triệu người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của Đài Loan. Ông Quách Dục Nhân, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Châu Á Thái Bình Dương thuộc Đại học Trung Sơn Đài Loan cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không tấn công Đài Loan vào thời điểm hiện tại bởi vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn cần duy trì ổn định để vượt qua Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chú trọng vào việc duy trì ổn định trong nước. Về đối ngoại, thì nó vẽ làn ranh đỏ trong vấn đề Đài Loan và đối kháng với Mỹ. Tuy nhiên, do tình hình ở Hồng Kông đã được kiểm soát, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển hướng sang Đài Loan và sẽ bắt đầu thiết lập bố cục tổng thể cho Đài Loan vào năm 2021 và 2022, giống như cách nó đã từng bước kiểm soát Hồng Kông từ đầu năm 2018. Bắt đầu từ năm 2023, dự đoán rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ liên tục ra tay với Đài Loan. Ông Quách phân tích rằng vì năm 2022 là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan, tình hình của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ của bà Thái Anh Văn có thể sẽ không được tốt lắm. Đó cũng là lúc ông Tập Cận Bình sẽ chuyển sang nhiệm kỳ thứ ba và là lúc chính quyền của bà Thái yếu nhất.
Điều này là do mỗi cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan là một cuộc kiểm tra đối với đảng cầm quyền và kết quả của mỗi cuộc bầu cử địa phương đều tương đối bất lợi cho đảng cầm quyền. Ông Quách nói rằng, từ năm 2023 đến năm 2024, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dồn hết sức để gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung và xu hướng ngôn luận của Đài Loan. Sau năm 2023, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bắt đầu bài bố nhắm vào tác động đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Đài Loan. Vì vậy, năm 2024, ai được bầu làm tổng thống của Đài Loan sẽ trở thành một việc rất quan trọng. Nó có thể là một bước ngoặt lớn trong quan hệ hai bờ eo biển. Trùng hợp là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng diễn ra vào năm 2024. Khi đó ai là tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ quyết định chiến lược và bố cục tổng thể của quốc tế. Có nghĩa là cả Đài Loan và Hoa Kỳ đều sẽ phải đối mặt với thời khắc chính trị quan trọng trong năm 2024. Ông Quách nói rằng, năm 2024 sẽ là một bước ngoặt quan trọng đối với việc thế lực của Mỹ và Trung Quốc tăng hay giảm. Điều này sẽ càng ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của Đài Loan. Đây được dự đoán là một năm có nhiều cao trào. Kính thưa khán thính giả, một tin eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 6, video mới nhất được đăng tải của tỷ phú Hồng Kông đang sinh sống ở Hoa Kỳ, Quách Văn Quý cho biết rằng quân đội Mỹ đã chắc chắn vào Đài Loan sớm nhất từ năm 2018 và chắc chắn rằng họ sẽ thực hiện nhiều hành động hơn nữa trong tương lai. Quân đội Mỹ sẽ nhanh chóng triển khai tập trận không chỉ xung quanh Đài Loan, hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng sẽ tiến gần đến Hồng Kông. Ông Quách nhấn mạnh rằng không chỉ quân đội Mỹ sẽ tiến vào Đài Loan mà cuối cùng Hoa Kỳ chắc chắn sẽ tuyên bố Đài Loan là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Trên thực tế, đây là điều mà Mỹ luôn mong muốn, Hoa Kỳ quá vĩ đại. Người dân Đài Loan sẽ được cứu. Nếu không, nếu chỉ có người dân Đài Loan đơn độc bước vào ngọn lửa chiến tranh, thì họ ắt hẳn sẽ trở thành nạn nhân của nó. Ông nói, tôi hy vọng ngày này sẽ đến và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để bảo vệ Đài Loan. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đã từng đăng một bài bình luận vào năm 2020 nói rằng, nếu một máy bay quân sự của Mỹ cất cánh và hạ cánh trực tiếp ở Đài Loan, cuộc chiến ở eo biển Đài Loan sẽ bắt đầu. Nhưng sau khi máy bay Mỹ tới Đài Loan, Bắc Kinh chỉ đơn giản là trả lời ngắn gọn trên báo chí. Ông nói, chẳng phải Bắc Kinh nói rằng sẽ tấn công Đài Loan sao? Tại sao không tiến đánh? Máy bay quân sự của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc rồi đó, tại sao không tiến đánh? Ông Quách cũng một lần nữa tuyên bố rằng, trong tương lai, các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ cập cảng Đài Loan và các tàu tuần dương sẽ được triển khai hoạt động ở eo biển Đài Loan trong thời gian dài. Ông cũng cho biết, quân đội Mỹ sẽ triển khai ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan là khu vực giữa trên đất liền của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia. Ông Quách cuối cùng nhấn mạnh rằng, nhà độc tài của Bắc Kinh chắc chắn sẽ bị thiêu bởi ngọn lửa cuồng nộ và máu của các anh hùng trên quảng trường Thiên An Môn sẽ không mất đi vô ích. Sự kiện lớn sẽ đến, hãy quan sát trong một thời gian ngắn, bạn sẽ hiểu. Thưa quý vị, gần đây Trung Quốc đã nhấn mạnh lại nguyên tắc một Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Theo phân tích của học giả, Trung Quốc hiện đang tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2024. Đồng thời, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng sẽ diễn ra vào năm 2024, đồng nghĩa với việc cả Đài Loan và Mỹ đều đang phải đối mặt với thời điểm quan trọng trên chính trường. Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố tại cuộc họp báo tại Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc rằng, chính phủ Trung Quốc không có chỗ cho sự thỏa hiệp hoặc nhượng bộ trong vấn đề Đài Loan, và thúc giục chính quyền Tổng thống Biden của Hoa Kỳ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Về vấn đề này, Ủy ban Đại lục, cơ quan hành chính cấp nội thuộc Hành chính viện của Đài Loan tuyên bố rằng Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền và Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chỉ 23 triệu người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của Đài Loan. Ông Quách Dục Nhân, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Châu Á Thái Bình Dương thuộc Đại học Trung Sơn Đài Loan cho biết, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không tấn công Đài Loan vào thời điểm hiện tại bởi vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn cần duy trì ổn định để vượt qua Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chú trọng vào việc duy trì ổn định trong nước. Về đối ngoại, thì nó vẽ làn ranh đỏ trong vấn đề Đài Loan và đối kháng với Mỹ. Tuy nhiên, do tình hình ở Hồng Kông đã được kiểm soát, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển hướng sang Đài Loan và sẽ bắt đầu thiết lập bố cục tổng thể cho Đài Loan vào năm 2021 và 2022, giống như cách nó đã từng bước kiểm soát Hồng Kông từ đầu năm 2018. Bắt đầu từ năm 2023, dự đoán rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ liên tục ra tay với Đài Loan.
Ông Quách phân tích rằng, vì năm 2022 là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan, tình hình của đảng Dân Chủ Tiến Bộ của bà Thái Anh Văn có thể sẽ không được tốt lắm. Đó cũng là lúc ông Tập Cận Bình sẽ chuyển sang nhiệm kỳ thứ ba và là lúc chính quyền của bà Thái yếu nhất. Điều này là do mỗi cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan là một cuộc kiểm tra đối với đảng cầm quyền và kết quả của mỗi cuộc bầu cử địa phương đều tương đối bất lợi cho đảng cầm quyền. Ông Quách nói rằng, từ năm 2023 đến năm 2024, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dồn hết sức để gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung và xu hướng ngôn luận của Đài Loan. Sau năm 2023, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bắt đầu bài bố nhắm vào tác động đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Đài Loan. Vì vậy, năm 2024, ai được bầu làm tổng thống của Đài Loan sẽ trở thành một việc rất quan trọng. Nó có thể là một bước ngoặt lớn trong quan hệ hai bờ eo biển. Trùng hợp là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng diễn ra vào năm 2024. Khi đó ai là tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ quyết định chiến lược và bố cục tổng thể của quốc tế. Có nghĩa là cả Đài Loan và Hoa Kỳ đều sẽ phải đối mặt với thời khắc chính trị quan trọng trong năm 2024. Ông Quách nói rằng, năm 2024 sẽ là một bước ngoặt quan trọng đối với việc thế lực của Mỹ và Trung Quốc tăng hay giảm. Điều này sẽ càng ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của Đài Loan. Đây được dự đoán là một năm có nhiều cao trào. Kính thưa khán thính giả, một tin eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.